Rồi con nhìn thấy cái make up đi. Make up miết ngày bô cũng mắc. Mắc đi cái mặt nó tan nát luôn á chị nè. Hết trơn. Quá đẹp luôn. Mắc miết luôn, cái hộp này là bây giờ là cái hộp kho báu của nó rồi. Màu bèo. Màu gì? À cái lưỡi con màu vàng á hả? À. Mắc riết bây giờ cái hộp này là cái hộp kho báu nó rồi. Quá luôn. Quá đẹp gái luôn. Mẹ biết hả? Mẹ không mẹ makeup. Giờ makeup cho mẹ hả? Ngày nào cũng đưa mặt tôi đây. Để xuống. À để xuống rồi, rồi để xuống rồi đó. Rồi, rồi bây giờ con làm cho mẹ đi. Để xuống. Thì thôi, con để cho mẹ cầm cho con. Cầm con. Không được, con cứ makeup cho mẹ. Để xuống. Rồi, để xuống đây rồi, ok. Rồi để xuống. Rồi bây giờ mẹ để xuống, mẹ không cầm nữa nè. Rồi con makeup cho mẹ đi. Nó không cho cầm nữa, không cầm sao cô chú thấy cái tài năng makeup của nó không biết. Sorry. Rồi make mẹ đi. Ai mua? Hả ba mua. Ai mua? Ba mua. Ai mua? Ba mua. Lẹ đi. Ai mua? Mệt quá, tự nhiên chỉ cho điện thoại hả? Ai mua? Mẹ mua với ai? Ai mua? Mẹ mua. Ai mua? Cô chú mua. Ai mua? Cô chú mua. Ai mua? Ai mua gì? Cô chú mua mà. Cô chú mua mà, à, đúng rồi. Không mấy, à, lộn, make up đi. Nửa ngày môn cũng lôi ra make up mệt ghê thì cái gì vậy? Đó, make đi. Yeah, boy. Xong chưa? Đẹp chưa? Sơn môi. Giờ tới sơn môi phải không? Màu gì á? Màu beige. Màu hồng, sơn môi màu hồng. Không miếng đây. Không miếng. Áo này màu gì đây? Áo màu purple. Màu purple, màu tím đúng rồi. Ai mua? Này mẹ mua nè. Giờ có ai mua miếng? Ai mua? Mua hè chứ. Mua Phật mua. Bà ngoại mua. Ngoại. Ừ. Ai mua? Ai mua? Ta à, mua. Ai? Ta mua. Ta mua được, ta mua. Ta mua được, ta mua. Ta mua. Ai mua? Chị mua. Bảy. Ngoại mua. Bảy mua. Ừ. Thường má. 1, 2, 3, 4, 6. Ừ, 1, 2, 3, 4, 6 luôn hả? Hả? Quá trời luôn, 1, 2, 3, 4, 6 luôn. What's up? Ai mua? Pika. Nghe nè, mới cấp nè. Chứ cái nào đây nè, đây nè, đây nè. Rồi ngồi xuống. Không mời mắn lại. Đây bà. Kiến nè. Kiến nè đâu, kiến đâu cho cô chú coi coi. Hỏi cô chú make up không chị, make up cho cô chú có cần đi đáp đi thì chị không? Ok. Rồi make up cho chú. Trời ơi, nó make up lên màn hình luôn rồi kìa. Đó, nó make up lên cái điện thoại luôn. Nó biết cô chú là điện thoại đó. Make up lên đó luôn rồi đó. Hả? Con nè. Ừ, con nè, con nè. Trời ơi, nó make up lên điện thoại luôn kìa. Make up lên luôn á. Ôi, đó coi, đó, cô chú đẹp quá. Son môi cho cô chú đi. À, son môi là tự chu mỏ luôn. Hôn cô chú miếng luôn. Sẵn là hôn miếng luôn, sẵn là hôn miếng luôn. Sao? Sao? À, hả? Ừ. Trời ơi. Sao hả? Tự nhiên hôn ở đó, hôn trên mặt mẹ nè. Bởi có đứa con gái về già khỏe. Thân xác mình hoang tàn tự động nó tút mình lại. Cái chơi ha. Ok. Ok. Mẹ có nóng không? Giờ thử coi mẹ có nóng không? Mẹ mở ai cho như mẹ. Mở giờ thử coi mẹ có nóng không? Cho mẹ giờ mở. Mở. Nhảy.
Rồi thử mẹ có nóng không? Trời ơi, thương quá, một ngày hôn mẹ tới cả 100 cái cho tụi tôi. Hôn mẹ đó, có cụ 100 cái luôn á. Ngày mẹ hôn chay mấy cái? Hả? Ngày mẹ, này nè, chay mấy tuổi rồi? 5 tuổi. Mấy? 3 tuổi. 3 tuổi hả? 3 tuổi. Tuổi con gì? Con gà. Con gà gái làm sao? Con ngựa hí làm sao? Con chó sói hú làm sao? À bú. Rồi con voi nó kêu làm sao? Con heo nó kêu làm sao? Heo kêu làm sao? Con lắc mẹ. Con bé. À con mấy cấp nào giờ mấy cấp cho em bé? À, hả? Giờ mấy cấp cho em bé đi. Ngồi xuống. Ngồi lên chứ không phải ngồi xuống, ngồi lên. Bika bika ba. Tự nhiên ngồi mở miệng ra là cười. Đi xem rồi. Quá đẹp luôn. Nó nghe nè, khuôn mặt em đang đẹp rồi đó, con đừng có làm cho xấu thêm đi nha. Con ôm em chụp hình cái coi. Nail đâu? Nail, chân. Giờ tới làm nail luôn hả? Em làm chân. Hả, à, làm chân luôn hả? Giờ tới làm nail luôn. Trời đất ơi, coi được không? Sơn nail màu gì? Em màu màu pink. Đâu không được. Con em này là con phải sơn là một là màu đen, hai là màu trắng. Em này. Chứ mà con em này màu cam mà con còn sơn màu hồng nữa vô là hết rồi. Xem ơi em ơi. Yeah, xem ơi. Nhân dịp trời đang có nắng cô chú ơi, đi vòng vòng trong xóm chơi chứ ở trong nhà hoài ngột ngạt quá. Nếu mà trời không có nắng thì nó sẽ lạnh hơn, nhưng mà bây giờ trời có nắng rồi, không có lạnh. Đi đâu quá? Đi vòng vòng trong xóm thôi, không có ra ngoài kia. Chạy đi. Ở đây nè. Đi đây, quẹo đây nè, mẹ đi nè. Theo mẹ. Hên á. Làm gì? Đi đường này. Đi ra ngoài kia hả? Ừ. Trời ơi, hôm nay được đi ra ngoài đường nó cảm giác nó lạ lùng lắm. Bình thường mình đâu có biết trân trọng những cái này đâu. Giờ chỉ cần được đi trong sớm thôi là vui rồi. Sợ cái gì? Sợ mà con không có được sợ ba cái tầm sàm ba đế nghe chơi nha. Mẹ không có thích nha chơi nha. Con kiến là con kiến, mà con gián là con gián, mà con rùi là con rùi. Con không bao giờ được sợ mấy con đó. Con mũi là con mũi, không bao giờ. Ê chạy, chó kìa chạy. Chó kìa. Đó, chó kìa. Đó, con chó thấy con chay đứng không chịu đi. Giờ tự nhiên đi không chịu đi, ngưỡng mặt thẳng lên đi kiếm kiến gì rồi để tự động sợ mình. Có được không? Nó được đời dễ sợ thì cái chứ. Đó, tự nhiên cái đâu, con gì đâu. Thôi con đừng có làm cái kiểu đó, mày không có thích đâu nghe chay nha, mình không có được sợ con gì hết đó. Mình không đụng tới nó thì nó sẽ không đụng tới mình, vậy thôi. Trời ơi, nó thấy cái bóng này nó cũng sợ nữa. Thôi tại sao vậy trời, mấy ngày không được ra đường là bị vậy á hả? Trời ơi, còn né cái bóng không chịu đi, nó né qua chỗ khác đi có được không?
giờ thấy cái khúc gỗ cũng sợ luôn hả? Mẹ ơi. Cái gì? Mẹ ơi. Cái khúc cây chứ có ai đâu. Mẹ ơi. Trời đất ơi, khúc cây. Mẹ, mẹ. Con... thôi thôi mệt quá, đi đi. Trời, đằng kia có hai bà đó nghe chay. Né 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 ra bớt nghe chay. Hai bà đang đi đó nghe chay, né ra bớt nha. Xe máy bay nha. Rồi cái đó, cái đó. Ôi trời trời trời. Chay cái đó là đường cục. Chay vừa đi ngang. Đó. Đó, thấy chó sủa không? Kêu chó im đi. Kêu im miệng lại. Tại sao chị lại đi ngang qua mà không chào chị? Mà dám sủa chị hả? Ừ, hết đường đi rồi, thôi đi về con. Hết đường đi rồi, đi về. À, đi muốn đi ngoài kia hả? Đó, bây giờ bữa nay về được cho cô chú đi ra ngoài trời cho nó thông thoáng. Ai vẽ? Ai vẽ đâu trời ơi, cái cây này, cái xác cái cây đó chứ ai đâu bà vẽ cái này. Mẹ mệt con quá, đi thôi. Bây giờ sao nó ra nó thấy cái gì nó cũng mong manh và dễ vỡ dữ vậy cô chú? Nó sợ những cái này nữa nè. Nó hỏi con gì á? Đòn nhìn dưới đất không, nó sợ con gì tới á. Nó làm y như là nó là cái gì đó không manh dễ vỡ lắm mà sao. Đã từng là đại ca rồi, thôi cái này xong rồi. Đã từng làm giang hồ Michigan mà chỉ sau cái dịch corona là chay là trở thành em bé mỏng manh và yếu đuối luôn. Bởi vậy thời tới cả không nổi. Giang hồ giang hiếc gì mà gặp mà corona là thôi thục hết. Gì? Cái gì? Đó, thấy cái cô đó chạy tập thể dục không chay? Cô đó thấy cô chạy tập thể dục không? Ừ, cô tập thể dục đó. Chạy. Ừ, chạy đúng rồi, đúng rồi, chạy đúng rồi. Trời ơi, mát dễ sợ luôn, đã ghê luôn á. Không hề lạnh luôn, cái tay quay phim cũng không hề lạnh mà cái lỗ tai cũng không hề lạnh. Gì vậy? Ôi trời. Cái gì vậy? Ba. Ba. Bà dẫn chó đi dạo đó chơi. Cái cô đó dẫn chó đi dạo giống như là mẹ dẫn con đi dạo vậy đó. Nhưng mà chó thì bị cột lại còn con thì không. Trời ơi, con giỡn mặt với mẹ hàng sao đó. Trời ơi. Vậy là mẹ phải cột con lại rồi. Muốn không? Không muốn. Không muốn hả? Ừ, không muốn thì đi đàng hoàng, không có được băng ra đường. Đó, thấy chưa? Đi đàng hoàng. Đó, vô tới rồi đó cô chú ơi. Mấy đứa nhỏ này ở nhà cũng chán quá, ra đây à. Chơi bời ăn uống nè. Sao chay tự nhiên chạy theo bé áo hồng chi vậy? Không thấy nó nhỏ nhất đá mà sợ có khi bé áo hồng bằng tuổi nó đó. Mày coi nói với bé áo hồng. Chay phải đứng gần một người nào đó mới biết được cái sự to lớn của chay như thế nào. Chứ thường thường có một mình là thấy giang hồ được giữ dằn riêng tần nó bự lắm. Mà khi đứng gần người khác là thôi rồi. Thôi rồi lượm ơi luôn á. Lượm ơi lượm, thôi rồi lượm ơi. Tình yêu trong mơ của em thầm mong một lần được ôm em trong vòng tay kinh nhắc bước trên yêu thương. Vậy trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi trời. Xuống đây chơi, chạy đi chơi. Kệ đi con, mỗi người ai tự chơi đi chứ con nhìn ta làm chi vậy. Thân ai nấy lo đi con. Tiền ai nấy xài, nhà ai nấy ở. Tình ai nấy tính. Để ra, đứng lên. Ồ,
Thấy chưa, hồi nãy đi vô trong kia dính cái gì cho nó dài rồi kìa, mẹ kêu đừng có vô mấy cái bụi đó mà các con vô làm chi bây giờ, thấy chưa, con dính sình dính đất rồi nè, thấy chưa, đâu dài đó, khổ rồi chưa, giờ dính tay mẹ luôn rồi nè. Giờ mà kêu chơi nói tiếng Mỹ mà mấy đứa này hiểu, lo hiểu chết liền luôn, không hiểu chi hết á, tụi nó sẽ nói làm cái núa cái chi đó mày. Còn con bé đó bồng em đó kìa, trời ơi, em nó nói ta sợ cái nó chạy qua nó bồng em đó. Chay nói trời đất ơi, cái gì mà bự con hơn mà sao nhát vậy. Bởi thấy chưa, chay một lần nữa chay chứng tỏ bự con đâu phải là gì đâu. Thôi chay được rồi, chay đi xuống con đó, một lần nữa chứng tỏ bự con không phải là một cái gì hết. Wow, đây con. Trời ơi, cũng mang đôi giày của cái gì đó, của Vans luôn kìa. Chay cũng mang đôi giày của Vans luôn á. Cái gì vậy con? Thôi mày kiếm chỗ này, mày bỏ cái áo khoác này xuống rồi tự nhiên mày ngẩn gì nè. Sao mày khùng dữ trời, mày cầm áo khoác này hoài vậy? Bỏ áo khoác xuống. Đó, ngừ trị ở đó đi. Nhiều lần em cố nhìn vào mắt anh. Chay, đi lại chơi xích đu không chay? Trời ơi, kiếm nhỏ hồng này chỉ kiếm hoài vậy. Trời đất ơi, coi được không? Tính sinh ta đồ ăn hay gì đó bà? Hả, tính sinh đồ ăn hay gì á? Phải không? Đừng có chơi vậy nha chứ. Ngọc mới hỏi cái chị con bé áo hồng này nè, hỏi coi mấy tuổi rồi. Nó nhỏ này nó 2 tuổi. Bà chay 28 tháng mà coi bả với con bé đó kìa, có được đời không? Gấp 3 lần chay á. Bởi vậy cô chú thấy chay ngoài cô chú bỡ ngỡ lắm, nhỏ dữ vậy. Đi theo con người ta chi vậy? Kệ người ta đi, cứ đi, mình đi theo, mình nhỏ con mình đi ngang qua mình không thích biết bắt cỡ hay gì vậy sao? Cứ đi theo hoài. JD, look. Who's that? Ai á? Ba. Ba chay cầm trái banh ra chơi kìa. Yeah baby, we need some water. So thirsty. Rồi uống miếng nước rồi, nãy giờ đi bộ khát nước. Ba chay thật là tâm lý quá đi thôi. Yeah, you should take your jacket off. I am. It's literally so hot. Tại chơi banh với ba kìa. Để con đi, để lên, cùng con khỉa nữa. Đi, đứng lên, đi lại chơi banh nè. Nóng dã man. Rồi. Trời ơi, còn đem theo cái túi sách đó làm chi vậy trời. Trời đất ơi, đem theo mớ đồ còn rảnh kia chứ. Mặc cái quần sweatpants là được rồi. Baby, why didn't you wear the sweatpants? Literally. À, có các bạn con Ngọc ngồi nè. Trời ơi, sướng không, nhìn đây như tưởng là mùa hè không. Không Michigan mà vậy là thôi luôn. Hồi nãy chị này nè, chị mặc cái áo sát nách luôn, chị cởi áo ra luôn mà sao giờ chắc ngồi nãy giờ thấm hay gì rồi, cái mặc áo vừa. Ủa muốn ngồi đây hả, mệt hả? Ủa muốn cởi giày ra, nóng quá hả? Ok, ừ đúng rồi, nóng quá, cái chân con mày thấy nóng rồi đó, chả mồ hôi đó. Muốn ngồi đây muốn cởi giày ra rồi. No, it's just too hot. Thấy không, con đi vô sình chi để bây giờ hai đôi giày dơ rồi, thấy không chay? Rồi đây đây. Rồi mát chưa? Uống miếng nước nè con, hồi nãy giờ mệt nè, uống miếng nước nè. Nè, uống miếng nước nè. Đúng rồi, muốn. Hả? Muốn ngồi sao? Rồi sao? À, muốn mang giày vô hả? Muốn giày vô mà không mang vớ phải không? Nóng quá phải không? Ok. Nó rồi cởi vớ là nó mới chịu ấy chứ, nóng chừng nó quá rồi đó. Trời ơi, 11 độ C, nói chứ nói kiểu đó chứ Việt Nam lạnh lắm ấy chứ thầy.
mà chắc tại bên đây mùa đông riết quen rồi đó, nên giờ thấy mát. It's so nice. Baby, you would regret, right? Không, nói chồng Ngọc là anh sẽ hối hận nếu mà anh không có đi ra đây chơi. Jay, pass it to me. Hãy banh cho ba, lại lên. Pass it to me. Pass it to me. Ra chơi cho đầu óc nó thông thả chứ ngồi nhà biết luôn, trời đất ơi, nó như muốn khùng muốn điên luôn á chứ phải. Yeah, I'm gonna shoot it in the hoop. Bệnh luôn á. Con ngồi đây hả? Không chơi nữa hả? Ừ, tự nhiên lại kêu con ngồi đây. Được không? Một lót dép một ngồi đây. Ngọc cuộc đời Ngọc đi đâu cũng vậy, Ngọc ưng thì Ngọc thích bình dân, thích sự bình dân giản dị, mà có khi nhiều khi mình bình dân quá, những cái người mà người ta thích cái sự sang trọng á, mình không hợp với người ta, những cái người mà cái kiểu sao ta, nói chung là ý không phải nói chung sao ta, kiểu cách quá không hợp được, đúng rồi đó, phải dùng cái từ đó. Ngọc không có hợp với những người mà kiểu cách quá, tại vì Ngọc là quá là bình dân mà quá là, nói chung là quá là bình thường mà quá okay. Quá là bình yên luôn á. Bình dân cho nó khỏe. Màu mè qua lá hè mệt. Coi được không? Coi được không? Chơi. Thôi à, nãy giờ ngồi im, hồi nãy giờ mà ngồi im ngồi quay vậy là thấy hơi lạnh lạnh này là thấy chơi đúng rồi, phải đi bộ nó mới ấm. Phải chơi như chồng Ngọc vậy đó mới ấm. Bây giờ đứng lên chọi chọi cho mấy trái banh nè. Giờ lấy banh chọi nè. Cho ấm ấm chút nè. Bây giờ ngồi đây lạnh nè. Đó cô chú đang chơi ngon lành lắm nha. Cảnh sát ra bắt cái lo lên kêu đi về. Rồi giờ nguyên đám kéo vô về. Có được không? Thôi đi về kìa, cảnh sát bắt kìa. Con lo chạy vòng vòng. Yeah, ghê thiệt. Chưa bao giờ bị như vậy đó. Đi về không có nữa, cảnh sát bắt bây giờ. Đi. Đi. Yeah. Đi gì bà, đi. Cảnh sát kìa, cảnh sát lái xe tới kìa, đó. Các con nửng lì ghê ta ơi. Rồi bước. Thôi mẹ đi nha, bye bye nha. Hồi nãy đi ra là ba chay lái xe ra. Rồi xong bây giờ Ngọc hỏi chay đi bộ về, mẹ đi xe ba, nó đi xe ba, thôi Ngọc đi bộ về.